Sao lại có quang trải lòng ở đây? Ôi địt con mẹ mày vãi lồn thôi, lắm thứ địt mẹ mày, lắm đứa trải lòng thế. Thôi bây giờ như này, địt mẹ đợi chúng nó trải lòng hết đi, xong rồi tôi địt mẹ tôi ngồi tôi reaction một thể luôn đi cho nó nhanh. Khổ quá, địt mẹ một hai đứa trải lòng đau hết cả đầu. Cảm ơn Nở nhá, cảm ơn bạn nhiều. Đôi lời tâm sự gửi đến anh Độ và anh Chip. Ôi đố ma mày, lại còn cặc gì nữa. Ok, nghe cái này mà. Nào, xem tâm sự con cặc gì nào. Tôi vừa nghe nó nói tôi sẽ phải vừa dừng lại để tôi địp lại phản biện lại, nên là các bạn thông cảm nào. Sao địt con mẹ mà cái logo lại đi mang cả cái địp mẹ Adidas vào đây làm cái đéo gì vậy? Trời ơi, địt mẹ, sửa lại đi em ơi. 5 phút 30 à? Ừ rồi nhá, từ 5 phút 30 nhá. Đây, địp mẹ vào đúng chủ đề đi cho đỡ mất thời gian. Trải lòng thì tất cả từ đâu mà ra? Thế thì hôm nay tôi không phải là tôi trải lòng, mà tôi chỉ muốn nói như này thôi. Đấy, nói là trải lòng thì nghe nó hơi quá, nhưng mà mình chỉ nói kiểu đơn giản như này thôi. Ví dụ như đấy, câu chuyện tôi sẽ kể bắt đầu từ câu chuyện từ thằng Nhím đi. Thì như anh Độ hôm qua có nói với các bạn đấy, là cứ thằng Bô là thằng kiểu đầu têu, thằng Bô là thằng kiểu mẹ tiêm nhiễm vào đầu anh em. Nhưng mà không phải, Bô nào tiêm nhiễm đâu. Chả có thằng Bô nào tiêm nhiễm cả. Xong rồi lại Tú Đụ là thằng Quang. Nào, thằng Quang nào gọi là Tú Đụ? Anh Độ bảo là Tối Đụ. Đấy, là địt mẹ thì Tú Đội. Đấy, xong rồi dần dần anh Độ. Địt mẹ mà, tôi xin lỗi cả các ông nhé. Cái câu địt mẹ mà Tú Đội là từ mồm của thằng Quang ra nhá, đéo phải mồm tôi nhá. Nói địt mẹ nghiêm túc luôn. Cái câu Tú Đội là địt mẹ mà từ bọn này nó ở với nhau là nó đã có câu Tú Đội rồi. Thành Tú Đụ, chứ tôi gọi nó là Tú Đụ bao giờ? Các ông buồn cười thật. Đấy nhá, là tôi nói về chuyện thằng Nhím. Đấy, lại Nhím BD, từ ai? Lại từ anh Độ ra chứ từ ai? Bô nào? Toàn anh Độ nói thì bọn tôi mới dám nói, chứ không không ngờ bọn tôi dám nói. Xong rồi đến vụ thằng GK. Đấy, ai gọi nó là máy dập Nghệ An, rồi là máy địt Nghệ An như này như kia. Anh Độ gọi chứ ai gọi, đúng không? Anh Độ gọi chứ ai gọi? Tôi bọn tôi nào đâu có dám gọi chúng nó như thế. Đó, xong bây giờ đấy, lại quay trở lại với câu chuyện của tôi, các ông ạ. Thì cái nghĩ nó mà buồn, thề nhá. Địt con mẹ mày, cái câu Nhím BD là của thằng Bô, nó địt mẹ mày, nó trêu trước mày nhở. Sao địt mẹ mày liên quan lồn đến bây giờ tất cả mọi người lại địt mẹ mày đổ lỗi sang tôi nhỉ? Địt mẹ mày, thề cay vãi cả lồn ấy, đéo hiểu sao địt mẹ mày lơ ngớ lại quay hết sang mình. Mệt mỏi vãi lồn ra. Thôi bỏ qua chuyện này một bên đi, địt mẹ. Tại vì cái lúc mà ngày xưa ấy, khi mà địt mẹ mày trêu thằng Nhím ấy, là lúc ấy thằng Bô nó trêu trước rồi. Sau đấy là địt mẹ tôi mới trêu. Mà lúc ấy tôi trêu thì công nhận với các bạn là khi mà tôi bắt đầu trêu ấy, thì hậu quả của nó cũng bắt đầu là nó rõ rệt thật. Là có nhiều thằng bắt đầu là nó bị vịn vào đấy, là suốt ngày nó trêu Nhím BD, ra ngoài đường cũng trêu Nhím. Thế lúc ấy tôi cũng thấy là nó cũng đi hơi quá, nên tôi cũng có bảo anh em là thôi đừng có trêu nữa. Còn thằng GK thì tôi không nhớ là có phải do tôi hay không, nhưng mà tôi nhớ là không. Địt cò mạ đau hết cả đầu. Thôi bỏ đi, tốt nhất là bây giờ không nên trêu nhau nữa. Không các em lại làm mấy cái clip kiểu trải lòng, xong rồi ngồi kêu đổ lỗi cho nhau. Địt mẹ mày dặn nứt tình cảm lắm. Xem nó đau hết cả lòng, xem nó khó chịu vãi lồn. Công nhận không? Thực ra là nếu như mà, tại vì tùy chúng nó nghĩ như nào thôi. Tôi thì thấy là nếu như mà chúng nó không có gì đặc biệt ý, thì phải tạo ra một cái gì đấy khác biệt cho bọn nó, để mọi người chú ý, mọi người focus vào và có cái gì đấy để thỉnh thoảng anh em còn tương tác lại được với nhau. Nhưng mà có lẽ là chúng nó lại nghĩ là những cái đấy thì nó không phù hợp, hoặc là chúng nó không thấy vui chẳng hạn, nên là thôi. Tốt nhất là không trêu nữa. Cái đợt vừa rồi tôi thằng Nhím tôi cũng có nói với cả bọn nó thôi mà, cũng là nói thẳng với cả anh em trên stream luôn. Đấy là nếu như mà bọn nó đã khó chịu ấy và bọn nó không thích ấy, thì thôi tốt nhất là anh em đừng trêu nữa. Cá nhân tôi thì cũng xin lỗi thằng Nhím rồi. Và ở trên clip thì hình như là nó có lồng đâu vào clip chơi game sao nhỉ? Tôi không để một cái clip địt mẹ mà gọi là thẳng ra là địt mẹ mày anh Độ xin lỗi em Nhím, địt mẹ ở trên cái tít le cả, không bao giờ cả. Tôi địt mẹ lồng vào đấy mấy clip game ấy, tại công mà xem hay clip bình thường là tôi sẽ, các bạn xem là con sẽ thấy địt mẹ mày, thề địt mẹ xem mày nẫu hết cả ruột, mệt vãi đái. Cảm ơn Hào nha. Ô, em chưa xem clip đẩy thùng à? Mọi người đã xem clip đẩy thùng chưa nhở? Xem rồi đúng không? Sick.
Nếu như ai chưa xem thì lên kênh VC Gaming nhá, có rồi đấy. Thì và tôi edit 2 tháng xong clip đấy. Lúc ấy tôi nói cái đoạn này không biết lúc ấy sập stream các ông nghe được không? Tại sao tôi làm cái clip đấy cho có 9 giây thôi mà đi mẹ mình làm mất trong 2 tháng mới được cái clip 9 giây đấy. Cái chất lượng video ấy lúc bọn đấy cái lúc mà vợ tôi quay cái clip mà tôi với thằng Tùng đẩy thùng ấy, đi mẹ quay một cái máy đéo gì nhỉ, tôi không nhớ nhưng mà chất lượng nó mờ lắm. Các bạn bây giờ đang xem, nếu như các bạn hiểu một tí về video ấy, ngày xưa nó quy định chuẩn HD là 720p, Full HD là 1080. Còn bên dưới đấy nó sẽ có 480p, 240p. Còn cái chất lượng mà hôm trước vợ tôi quay cho tôi với cả thằng Tùng đẩy cái thùng đấy đi ấy, nó là địt mẹ mày khoảng 12p các bạn. Là cái chất lượng nó xấu quá luôn. Nên là tôi vận dụng hết tất cả những cái gì tôi học được ở trên mạng, địt mẹ người ta gọi là AI xử lý hình ảnh. Đấy, xử lý mặt thằng Tùng này, xử lý mặt cái thùng này, xử lý mặt của tôi này, mặt của thằng Độ Phùng này. Đấy, đấy là nó ra được cái clip. Thế là các bạn xem rất là nét. Nhìn phát là các bạn nhận ra luôn là tôi đi mẹ cầm cái chìa khóa, là các bạn nhìn là đúng cái chìa khóa nhà rồi. Đấy, làm mất 2 tháng mới được 9 giây như thế các bạn. Địt mẹ mất công, mất sức lắm. Nhưng mà các bạn đừng chê, các bạn hiểu nguyên nhân của nó tại sao lại như thế. Chưa gì các bạn vào là các bạn đã chửi tôi là địt mẹ 2 tháng anh làm được cái clip 9 giây. Ui dồi ôi, không phải địt mẹ tự nhiên làm 9 giây rồi đâu. Nó là cả một cái quá trình đấy. Mà 2 tháng mà tôi làm nhanh vãi lồn rồi. Người bình thường người ta phải làm mất khoảng 12 năm các bạn. Mà bây giờ các bạn muốn thành công ở xã hội này, bây giờ người ta gọi là xã hội 4.0 đúng không? Nó sắp con mẹ mày lên 7.0 con mẹ rồi. Nó đang là 4.0 thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy đi phải công nghệ nó thay thế hết tất cả, đi phải những cái gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Nên là tôi là một trong những thằng mà nắm bắt công nghệ rất là nhanh, rất là nhanh nhạy. Và tôi biết ngay là đi phải bây giờ mình phải học những cái đấy, sau này mình áp dụng vào thực tế đi, bạn cho cái nghề mình đang làm mới kiếm được thêm tiền chứ, đúng không? Tôi học ngay, tôi thực hành ngay. Thế là 2 tháng vừa rồi tôi làm được cái clip 9 giây đấy đấy. Ổn chưa? Hợp lý chưa? Sao lại giảng đạo lý địt mẹ vãi lồn. Bạn đau chân thế nhỉ? Đổi nhạc đi. Cảm ơn Tiến Playgun nhá. Sao lại không? Mồm điêu đéo gì địt mẹ. Để ngày mai nhá, ngày mai tôi cho các ông xem cái clip gốc của cái đấy, các ông xem các ông đéo nhận ra luôn, thề địt mẹ xem kiểu vãi lồn luôn ấy. Cảm ơn Nà Mè nhá. Đi mạm, trước khi mà em muốn được mình giàu ấy, với cả là em muốn được bằng bạn bằng bè ấy, thì mình phải bỏ cái tính xàm lồn đi đã, hiểu không? Đi mẹ mình cứ xàm lồn thế làm sao mình khá lên được. Có nhiều người ấy, đi bạn nó buồn cười một cái là những người bốc phét và những người xàm lồn ấy luôn nghĩ là mình xàm lồn giỏi và những người khác sẽ tin mình. Nhưng mà đi mẹ mà có biết đâu, ngồi xàm lồn này đi mẹ có bao nhiêu thằng ngồi đấy, đi mẹ biết thừa là ông đang xàm vãi cả lồn ra. Nhưng mà bố mày vẫn cứ ngồi nghe, bố mày vẫn cười. Tại sao? Tại vì địt mẹ mày để xem nó bốc phét đi đến đâu. Và mấy thằng đấy lại càng được đà, lại càng bốc phét. Tôi có mấy thằng bạn như thế mà, ngồi nghe chúng nó bốc phét, địt mẹ mà buồn cười vãi lồn ra. Toàn là những cái chuyện mình biết có mẹ rồi nhưng mình vẫn cứ ngồi nghe. Đấy, em là một địt mẹ mà cái minh chứng xàm lồn vừa mới donate đấy. Khổ vậy đấy. Địt mẹ mà tôi làm đéo thì các bạn đừng đặt tôi với cả Mimosa lên bàn cân làm gì. Trời ơi, địt mẹ nếu như về cái kỹ năng lừa hay là cái kinh nghiệm lừa người xem ấy, thì địt mẹ mà tôi phải lạy thằng Mimosa 3 phát và gọi nó bằng sư phụ. Các ông có nhớ có cái clip mà địt mẹ nó bị trói vào ghế không? Địt mẹ trói vào ghế xong rồi ngồi khóc không? Địt mẹ mà chúng mày thả tao ra để tao về stream cho các bạn không? Nó lên đến cảnh giới đấy rồi cơ mà. Chứ còn tôi thì lần đéo livestream tôi, một là tôi up ảnh, hay là tôi quay một clip đơn giản lên kiểu hí anh em. Địt mẹ hôm nay nhà tôi việc bận nên là tôi xin phép anh em cho tôi đi địt mẹ nghỉ stream một hôm nhá, nó chỉ lại đấy thôi. Còn thằng kia thì đúng kiểu là địt mẹ bố nó là bác Hùng mà, diễn viên mà, diễn kinh lắm. Trời ơi, địt mẹ toàn cảnh sắp tới nó còn có cảnh địt mẹ bị hiếp dâm, đéo về livestream được nữa cho các ông xem. Cảm ơn 811 nhé. Lâu mồi tôi không gặp thằng Sa Béo. Đi mà từ ngày nó về, nó vào Sài Gòn xong rồi nó lại ra Hà Nội. Đi mà từ hồi đấy là mất tiêu luôn các bạn, đéo thấy đâu cả. Ngày xưa hay đi nhậu nhẹt, hay đi chơi bời với nhau lắm. Đi mà bây giờ biến mất khỏi thị trường luôn rồi. Sau dịch nhà em sắp phá sản rồi anh ạ. Ui, hôm nay tôi vừa đọc quả bài địt mẹ mà chúng có xe rầm rầm ở trên Facebook không ạ. Cái đéo gì mà Zara đóng cửa địt mẹ 2.000 cửa hàng. Xong rồi Starbucks đóng cửa đâu đấy khoảng hơn 1.000 cửa hàng. Ấy, xong rồi là cái đéo gì có lên quanh. Đéo biết có thật hay không. Nhưng mà Dương Búa, cảm ơn Dương Búa nha các bạn. Nhưng mà đúng là sau cái đợt dịch vừa rồi là cũng toang nhiều đấy. Bạn bè tôi làm kinh doanh toang nhiều lắm các bạn. Nói thì hơi buồn cười nhưng mà tính ra bọn tôi lại may. Cái nghề này đợt dịch vừa rồi nó lại lên vãi lồn nhá. Nó là nghề giải trí mà. Về game này, về streaming này, làm phim là viết gì không? Là người ta chỉ ở nhà người ta ngồi xem thôi. Cái đợt dịch vừa rồi các bạn biết không? Cả tiền YouTube, cái lượng view, lượng xem, lượng subscribe lên gấp 3 lần. Địt mẹ mà lên vãi lồn lên. Cái kênh tôi là ngớ bây giờ đúng ra là chưa được 3 triệu sắp đâu. Bây giờ lên 3.150.000 rồi các bạn. Là do đợt dịch vừa rồi đấy, bây giờ nó đang kéo xuống rồi. Tôi có thể tiết lộ số thật cho các bạn nha. Là một tháng trung bình kênh tôi là lên được theo con số mặc định ngày xưa nhá, là một tháng trung bình nó sẽ là từ 80 cho đến 90.000 sắp.
nên nó cứ đều đều như thế, là một ngày nó cứ đấy khoảng 2.000-3.000 sub, nó cứ đều đều thế. Thỉnh thoảng thì có cái vụ gì đấy nó liên quan đến những cái clip cũ của mình ấy, thì nó sẽ lên nhanh hơn, còn không thì nó cứ đều đều thế thôi. Ví dụ như là cách đây hơn một năm là thằng Piu nó bắt đầu tham gia cái chương trình gì ở trên trên TV ấy nhở, mà anh không ngại ra nội, anh chỉ cần lý do ấy nhở, chương trình lồn gì tôi quên mẹ rồi. Thì cái đợt đấy người ta cái từ khóa Piu Piu ở trên YouTube ấy, người ta search rất là nhiều, người ta cứ gõ mầm ra tìm Piu Piu là ai. Thì ở bên dưới đây nó lại đề xuất cái kênh, cái mấy cái clip cũ của tôi là đi thăm nhà Piu Piu này, đi chơi Piu Piu các thứ này, là người ta sẽ tự nhiên người ta bấm vào, xong có người ví dụ khoảng 10 người bấm vào thì ba người thấy hay là ba người ấy lại bấm sub cho tôi, đúng không? Đấy, cứ mỗi cái vụ đấy là tôi kể thế để các bạn hiểu, là cứ mỗi cái vụ mà có liên quan đến tất cả những clip cũ của mình ấy thì nó tự lên. Nó lên là mầm luôn các bạn. Mà nó loanh quanh nó chỉ đều đều thế thôi. Còn cái đợt dịch vừa rồi á, ít mẹ mới gọi lên vãi lộn ấy. Các bạn là người hay theo dõi cái kênh YouTube rồi, các bạn nhìn cái lượng view các bạn sẽ hiểu. Bình thường là chúng ta chỉ đâu đó khoảng đấy, như bây giờ là khoảng 9.000 view đúng không? Nhưng mà đít mà đợt đấy lên toàn vãi lộn. Có hôm lên 16.700 view. Đít có mẹ mày là nhiều vãi lộn các bạn. Tôi còn đéo tưởng tượng được là đít mẹ mày tại sao nó lên khủng khiếp như thế. Nhưng mà đổi lại trẻ trâu nó cũng nhiều. Đau đầu, cảm ơn Đức Long nhá. Với cả là view cao thì nó cũng đéo phải là, nó đéo phải là cái gì hay đâu, tạo thành cái áp lực cho bản thân ấy. Ngày xưa nhá, nếu như khi mà mình biết livestream ấy, view nó cứ lẹt đẹt khoảng 1.000-2.000 ấy, nó cứ ổn định như thế thôi, đéo giảm, nó đéo tăng, thế chính là nó lại vui. Nghĩa là tháng ngày hôm lồn nào mình cứ đều như thế là được. Nhưng mà bây giờ thì ví dụ nhìn cái lượng view này thì mình lại bị áp lực là hôm nay có cái gì, hôm nay mình sẽ phải kể chuyện gì, hôm nay mình sẽ chơi cái gì, content hôm nay là gì, mà đi mẹ đéo hay thì sợ các bạn lại chê, các bạn lại chửi. Mà bây giờ đông rồi có phải như ngày xưa đâu. Ngày xưa thì 1-2 người chửi không sao, nhưng bây giờ đông hơn thì nó sẽ là khoảng 100 người chửi, 1.000 người chửi chẳng hạn. Cũng buồn chứ. Thế là bắt đầu lại đau đầu, đi mẹ lại suy nghĩ, lại dằn vặt bản thân. Mệt lắm. Cảm ơn Quân nhé các bạn nhiều. Sang năm mở quán bia. Ui đít mẹ phải luôn. Bây giờ nghị định 100 nó ra rồi thì em mở quán bia làm cái gì nữa. Sắp tới lớn ngớ người ta đóng chốt mẹ ở quán nhậu luôn, thì mẹ khách còn đéo dám vào uống. Thật với cả em luôn, đừng mở quán nhậu. Các bạn nào ở Hà Nội các bạn biết cái chỗ Lê Trọng Tấn không? Ở gần phòng không không quân ấy. Có quán bia Cường Hói to vãi lồn ấy. Đi mẹ quán đấy tuổi thơ vãi lồn đấy nhá. Đi mẹ ngày xưa hồi sinh viên bọn tôi cũng hay mò để uống lắm đấy. Đóng cửa mẹ rồi. Đấy, đợt dịch vừa rồi đấy. Mệt vãi lồn ra. Tôi nói chung là bây giờ già rồi. Sắp tới là làm thì cũng đéo ăn thua đâu. Bây giờ đúng kiểu làm phải đam mê đâu các bạn. Sắp tới chắc là để vợ tôi làm. Đi mẹ tối hôm qua hai vợ chồng vào nằm nhau. Hôm qua tôi nghỉ sớm đúng không? Hôm qua là tại tôi nghỉ sớm, là tại vì lúc mà tôi đang chơi ở bên Nemo ấy là vợ tôi rang cơm cho tôi rồi. Thì tôi vào ăn. À tôi ăn, vừa ăn tôi vừa chơi cờ cho các ông xem. Thì ăn xong rồi hôm qua là có dịp là vào cái là ngủ luôn, vào nằm vợ đi, hai vợ chồng nằm nói chuyện ôm ấp sờ soạn nhau một lúc. Thì vợ tôi bảo là đi mẹ em đang có em đang có mơ ước. Em có mơ ước làm vlogger. Đi mẹ tự nhiên mẹ làm vlogger. Vlogger về mảng gì? Em mơ ước làm vlogger bóc trứng. Đi mẹ vlogger bóc trứng. Vợ tôi bây giờ đang mơ ước đấy là chỉ đặt một cái máy quay thôi, xong rồi quay vợ tôi ngồi bóc trứng luộc, không ạ? Đi mẹ mang một rổ khoảng 100 cục trứng luộc lên là vợ tôi ngồi bóc. Đi mẹ đam mê bóc trứng luộc, tôi cũng đéo hiểu sao. Sắp tới tôi thực hiện hóa ước mơ đấy của vợ tôi đấy. Là đi mẹ chỉ có thuê một đội về để quay vợ tôi bóc trứng luộc thôi, xong rồi ra kênh đi mẹ trang bóc trứng cho các ông ngồi xem. Tập lồn nào cũng như tập lồn nào. Đi mẹ chỉ có ngồi xem bóc trứng thôi. Đéo nhạc nền, đéo nói chuyện gì hết. Bóc trứng là bóc trứng. Mệt vãi lồn ra. Cảm ơn Tài bé tí nhá. Nhưng mà biết đâu kênh này đi mẹ content nó hay, nó mới lạ, hiểu không? Kiểu xem cũng như không xem ấy. Ừ, xem cũng được, đéo xem cũng được. Chính là lớn ngớ lại đông view sắp nó lên nhanh. Thu nhập chính của gia đình tôi đỡ phải làm cái nghề này nữa. Áp lực vãi lồn ra. Không tin hỏi vợ tôi xem. Thề. Cảm ơn Quân nhá. Anh chịu em ơi, khổ quá. Nói thế chứ nhiều khi các bạn hỏi tôi có phải lúc nào tôi cũng trả lời được đâu. Đi mẹ nó phải nảy số được trong đầu thì tôi mới trả lời được chứ. Có hôm nhá, đi bạn ngồi live stream thích nói chuyện lắm các bạn, đéo thích chơi game đâu. Chỉ thích ngồi nói chuyện thôi. Có hôm đi bạn đang ngồi chơi game này, các bạn ngồi xem Nemo ban đêm này các bạn thấy. Đéo muốn chơi game nữa, đi bạn chỉ thích ngồi nói chuyện thôi. Bỏ con mẹ đéo chơi nữa, đi bạn ra bật mấy cái nhạc chill chill ngồi nói chuyện, đi bạn nói cả tiếng đồng hồ đấy, đùa. Đi bạn lúc ấy kiểu như bị ngứa mồm ấy các bạn. Nhưng mà có lúc thì đéo thích nói đâu. Mà cái lúc mà thích nói ấy, trong đầu nhảy số nhanh lắm, hỏi cái gì là trả lời được cái đấy ngay, hỏi cái gì là nghĩ ra những cái chuyện vui vui để kể cho các ông ngay. Đi bạn, nhưng mà dần dần tôi cảm thấy là ngày xưa thì tôi nhảy số nhanh lắm nhá, nhưng mà bây giờ thì có thể là một phần là do tôi già rồi, hai nữa là cái tính cách nó cũng thay đổi. Con người người ta có những cái mốc, ví dụ như từ 10 tuổi là bắt đầu thay đổi một lần này, từ một thằng trẻ con oắt con thì mẹ giọng khoảng 8 là bắt đầu trở thành giọng ồm ồm, mới bị vỡ giọng này, xong bắt đầu bị sưng đầu ti này, xong bắt đầu lông chim bắt đầu là nhú nhú ra này, đến năm 20 tuổi là bắt đầu
Địp mẹ bắt đầu thấy nó hơi bị chững chạc, hơi người lớn và bắt đầu xuất hiện những cái tính xấu của bản thân này. Đến năm 30 tuổi là địp mẹ mày đéo có thằng lồn nào có thể địp mẹ mày thoát khỏi cái bẩn tính cả, cáu tính, cục tính cả. Nó hay bị cáu lắm, với cả nó hay quên. Địp mẹ tôi bây giờ đang ở trong cái ngưỡng này, kiểu tiền mặn kinh vãi lồn ấy, khó chịu lắm. Đầu óc thì cứ lú 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 lú, xong rồi là địp mẹ mày hay bị cáu bẩn, xong hay gắt, xong rồi là địp mẹ mệt lắm. Thì bạn tuổi già nó thế không? Tôi cũng đéo hiểu là năm 40 tuổi nó như thế nào. Nhưng mà đấy, tôi trải qua năm 30 tuổi rồi nó sẽ bị như thế đấy. Sau các ông chuẩn bị đề phòng đi. À, chuyển nhà thì sắp rồi. Nếu như không có gì thay đổi thì hôm nay là thứ năm đúng không? Ngày mai thứ sáu là bắt đầu tổng vệ sinh nhà này. Thứ sáu, thứ bảy tổng vệ sinh nhà này. À, chủ nhật là tôi sẽ sang xem là còn cái lỗi gì không để sửa nốt này. Mấy cái lỗi nhỏ nhỏ thôi. Sau đấy là tôi sẽ tính là tôi chuyển nhà luôn. Tôi đang mong chuyển nhà vãi lộn rồi các bạn. Thứ nhất là ở cái nhà này mạng mẽo nó đang có vấn đề vãi lồn ấy. Thứ hai nữa là từ khi mà tôi bắt đầu làm cái nghề này đến bây giờ là khoảng năm thứ tư, tôi luôn ước muốn là có một cái phòng làm việc riêng, có một cái góc làm việc riêng ấy, một cái không gian riêng của tôi mà không ảnh hưởng gì đến ai cả. Ở đây nhá, thì bạn đôi khi tôi không biết phải tôi khó tính lắm không, nhưng mà ví dụ buổi chiều tôi ngồi nhà tôi làm việc đi đúng không, tôi sẽ ngồi check mail này, tôi duyệt group này, xong rồi tôi sẽ ngồi nói chuyện với cả bạn bè hay là nói chuyện với cả anh em về công việc các thứ. Địp mẹ cứ đang nói chuyện lúc vợ tôi lại chạy vào hỏi anh ấy cái này thế này, anh ấy cái kia, cứ tí lại chạy vào hỏi. Xong rồi muộn tầm 5 giờ thằng Tùng về thì trẻ con thì đéo trách được mà, cứ thỉnh thoảng nó lại chạy vào, bố ơi bố con có cái này này, bố ơi bố nhìn con siêu không này các kiểu. Mệt vãi đái. Đôi lúc thực sự các bạn là chỉ muốn có một cái phòng riêng mà kiểu không ai có thể làm phiền được mình, mình có thể tập trung. Địp mẹ mày làm được một việc mà tôi mà đang tập trung làm cái việc gì mà cứ ai làm phiền à? Tôi kiểu bị địp mẹ mày cú vãi lồn ấy, bị uất vãi lồn, bị bực vãi lồn ấy mà đéo xả được ấy, kiểu đấy. Tôi đéo biết là địp mẹ tại vì tôi khó tính ấy, hay là địp mẹ tại vì tôi khó tính nữa, nhưng mà thực sự cả các bạn là cũng nhiều khi cũng hơi khó tính thật, khó chịu lắm. Để biết các ông có bị như thế không, các ông 463 nhá, không phải khó tính mà địp mẹ mày lúc mà mình nhiều khi tôi còn nghĩ là địp mẹ mày hay là mình ra con mẹ ngoài mình thuê mẹ một cái nhà để mình làm việc, mà nhiều lúc trong đầu tôi có cái suy nghĩ như thế luôn ấy, bực lắm. Địp mẹ phải lấy vợ thì nó phải thế, nhưng mà nói thật là cũng phải lấy vợ vào thì các ông mới vào khuôn khổ được. Ví dụ như bây giờ tôi mà chưa có vợ nha, tôi chưa có con nha, địp mẹ tôi thề là các ông như một tháng chắc là tôi phải họp khoảng 25 buổi, tôi chỉ livestream khoảng 5 buổi thôi. Địp mẹ giống là miêu xa, lười mà, địp mẹ ham chơi mà, lười làm lắm. Nhưng mà bây giờ kiểu có vợ có con rồi, thỉnh thoảng bảo địp mẹ anh về đây, địp mẹ anh đi đâu đây, anh đang ở xó xỉnh nào đây, anh có về ngay cho tôi không, là địp mẹ 5 phút sau là đứng ngoài cửa rồi. Anh đang ngoài cửa rồi em nhá, vào nhà thôi. Địp mẹ khổ vãi lồn ra. Đấy, như hôm nay cũng thế, nếu như chưa có vợ con thì chắc chắn là lại xách giái đi uống bia rồi. Uống bia xong thì thôi, tôi nói thật với cả các ông, địp mẹ mày làm lồn cái câu chuyện uống cho nó vui, uống một hai cốc. Uống phải địp mẹ mày quắc quần câu đi, uống phải địp mẹ lủng xuồng đi thì mới thôi chứ. Theo hội bạn nó khiêng về đi. Mà ngày xưa bọn tôi đi ví dụ uống bia đúng không, địp mẹ uống bia xong có đi hát. Ừ, hát xong về anh em đi ăn đêm. Địp mẹ đúng một combo chuẩn, nó phải như thế. 4 giờ sáng có mặt ở nhà, địp mẹ mà ngủ, sáng hôm sau đi làm tiếp. Đúng bài nó phải như thế, bây giờ vợ con rồi nó khác. Địp mẹ đầu tư vào Forex kiếm thêm tiền trả nợ. Ôi này, đây, nó nói về cái vụ này cái. Ngày xưa nhá, có mấy cái địp mẹ mà đây tôi nói thẳng con mẹ mặt luôn, tôi cũng đéo sợ chúng nó kiện kiếc gì đâu. Tôi cũng đéo sợ chúng nó địp mẹ mà chửi con cặc gì đâu. Tôi đéo biết là mấy cái trang khác như nào, như đây tôi nói Binomo chẳng hạn. Địp mẹ mà lừa đảo vãi cả lồn không ạ. Địp mẹ cái đấy nhá, ngày xưa khi mà bọn tôi bắt đầu bet CSGO ấy, bọn tôi chơi những cái trò đấy lâu vãi lồn rồi các ông ạ. Đến bây giờ nó mới rộ lên mà tôi đéo hiểu nó có hợp pháp hay không nhá. Nó là cái trò như thế này. Địt con mẹ mà khó giải thích cho các ông vãi lồn đấy nhở. Đây, ngày xưa bọn tôi chơi là như này, đéo biết có phải không. Địt mẹ mày, tôi chỉ thẳng mặt bọn Binomo tại vì ngày xưa bọn nó dùng mặt tôi để quảng cáo. Tôi đéo hiểu sao địt con mẹ mày, bọn đấy hèn vãi lồn nhá. Nó lấy đúng cái mặt của tôi ra để nó quảng cáo Binomo ạ, kiểu mấy cái biểu cảm kiểu các kiểu ấy. Ôi mình trúng tiền rồi kiểu đấy. Xong nó ghép vào. Xong tôi tìm được cái mail support của Binomo, tôi gửi mail bọn nó bảo địt con mẹ mà chúng mày tại sao lấy mặt bố mày ra để quảng cáo. Đéo dám trả lời. Địt mẹ 3 lần liền nó gửi mail lại cho tôi là vấn đề chưa được giải quyết và đéo thấy ai giải quyết cả. Địt con mẹ mà chơi kiểu hèn vãi cả lồn ra. Đây nó là kiểu như này này. Nè các ông, địt mẹ mày đừng lao đầu vào mấy cái đấy, còn mấy cái forex kiểu thì tôi chưa chơi nên là tôi chưa rõ. Nó là kiểu ví dụ nhá, nó sẽ có một cái sơ đồ nó gọi là địt mẹ mày biểu đồ đầu buổi gì đấy như thế này nhá. Nó cứ chạy như thế này này. Nó cứ chạy như này. Ngày xưa bọn tôi gọi là CSGO crash. Nghĩa là khi nào crash là nó sẽ crash, hiểu chưa? Là nó cứ chạy như này. Lúc thì nó lên này. Lúc thì nó xuống này.
đúng không? Xong các ông được phép lọc tiền ở bất cứ một cái khoảng thời gian nào cả. Ví dụ nhá, là tôi đang thấy là nó đang có dấu hiệu đang lên đúng không? Tôi đặt con mẹ vào khoảng địt mẹ mày 100 đô đi. Đấy, đúng không? Thì đây nó đang lên này. Nó lên đến cái ngưỡng ví dụ như là khoảng 150 đô này. Thì tôi bấm rút phát thì là tôi được 150 đô. Đấy, cái kiểu nó như thế. Nhưng mà tất cả những cái kiểu cờ bạc như này ở trên mạng nhá, địt mẹ bọn tôi ngày xưa chơi bet CSGO nhiều mà. Lúc lồn nào cũng có một thằng trực. Ít nhất là một thằng trực để nó ngồi xem là địt mẹ hôm nay chúng nó đang đặt bao nhiêu tiền. Và kiểu lồn thì nó cũng lãi. Điếu chạy đi đâu được. Không biết CSGO double không? CSGO double nó sẽ là địt mẹ nó có cái khoảng 3 màu. Địt mẹ một màu đỏ, một màu đen và một màu xanh lá cây. Ôi, như này. Nó cứ quay thôi. Nếu như các ông đặt tiền đây, các ông được phép đặt tiền vào một trong ba cái này. Địt mẹ đỏ đen hoặc là xanh lá cây. Nếu như các ông đặt vào đỏ hoặc là đen ấy, các ông được nhân đôi tiền. Nếu như mà quay vào đỏ hoặc đen, tỷ lệ nó là khoảng, hầu như nó là 50-50, tính đi. Không, nó là 49-49. Còn 2% là địt mẹ mà nó sẽ ra xanh lá cây là các ông được nhân lên 14 lần tiền. Đấy, nó quay ngẫu nhiên như thế. Và lúc đéo nào cũng có một thằng ngồi trực ở đây. Địt mẹ mà có hôm tôi ngồi tôi bet cả một đêm nhá. Có bao giờ địt mẹ mà nó ra, nó quay, đây là 49-49% nhá. Nó ra một đoàn địt mẹ mày 16 phát đen bao giờ không? Có lần nó ra 12 phát đỏ liên tiếp bao giờ không? Địt con mẹ mày đỏ đen cũng vừa vừa thôi chứ. Đỏ đen kiểu lừa đảo vãi lộn ra. Nói chung tôi mất nhiều tiền với những cái trò này vãi lộn rồi. Có mấy cái trò kiểu biểu đồ lên lên xuống xuống để các ông đặt tiền ấy, cũng chỉ là một cái biến tấu của những cái trò bet ngày xưa thôi. Mà tôi đéo hiểu tại sao nó lại hợp pháp, nó xin được giấy phép ở Việt Nam hay sao hay là như thế nào ấy. Tôi biết nha, bây giờ nha, nó còn ăn sâu vào tận vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Những người mà, nói thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà những người mà người ta không được tiếp cận nhiều, người ta không biết ấy. Những người mà người ta già rồi dùng cả lương hưu về để chơi những cái trò như thế này, người ta gọi là chứng khoán ảo ấy. Nên là nếu như các bạn có bố, có mẹ hay là có người thân về, địt mẹ mình giải thích cho người ta. Mà tôi nói thật nhá, giải thích người ta cũng đéo nghe đâu. Tôi đéo hiểu đấy, các bạn còn trẻ đấy, tôi nói qua các bạn. Tất cả đều là lừa đảo hết, đừng lao đầu vào. Địt mẹ mày lên mạng kêu, ui dạo này em đang đầu tư chứng khoán, địt mẹ em kiếm tiền dễ lắm, dễ cầm cặt. Toàn lừa đảo hết, địt mẹ, khổ vãi lồn ra. Ở Forex thì tôi không chơi, tôi không biết, tôi đang nói về mấy cái kiểu như kiểu Binomo hay là lừa đảo cái kiểu địt mẹ. Mấy kiểu này nó địt mẹ nó xưa lắm rồi các bạn. Forex cũng không khác gì đâu á. Không, tôi chưa chơi nên tôi không biết. Tôi đã nói qua đấy sơ sơ con thế. Tại vì hôm trước tôi có rảnh, tôi có ngồi tôi ngó qua hết một vòng của các mấy cái app đấy, tôi đang xem tại sao lại nhiều người chơi như thế. Công có thể công không để ý đâu nhá, nhưng mà địt mẹ nhiều người chơi lắm đấy. Mà toàn đánh vào những cái kiểu vùng sâu vùng xa thôi. Những người người ta không hiểu biết nhiều, người ta nghĩ là kiếm tiền nó dễ. Chồng em tối nào cũng xem anh đến sáng. Ui Sunny ơi, anh nói cho em cái lịch stream của anh nhá. 10 giờ tối đến 3 giờ sáng là anh đi ngủ. Còn từ 3 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng là chồng em xem sách đấy. Em phải nắn lại chồng em đi. Chứ bảo là tôi, vợ ơi anh xem stream của Độ Missy đến 6 giờ sáng là bốc phét rồi, là xàm lồn rồi. Anh chỉ làm đến 3 giờ sáng thôi em. Còn cái giờ đấy là ngồi xem sách này, ngồi địt mẹ mày chat sách trên mạng này, lướt Tinder này, tìm quanh đây ở Zalo này, hay là làm cái đéo gì đấy anh không biết đâu nhá. Về xem lại chồng đi. Đéo có chuyện đấy đâu. Trời ơi, hỏi các bạn cái chat đi các bạn, đúng không? Tôi chỉ làm đến đúng 3 giờ sáng thôi, làm đéo chuyện tôi làm 6 giờ sáng bao giờ. Trời ơi, nói ra thì vợ chồng tình cảm nó lại bị rạn nứt. Nhưng mà sự thật nó là như thế đấy. Quản lý lại chồng cho nó chắc vào em nhá. Kêu chị Trang ra ngồi bóc trứng cho content mới lạ. Thôi để sắp tới quay clip đi. Vợ tôi thì ngồi chim này không dám nói chuyện đâu. Bình thường nói nhiều lắm, nói đau hết cả đầu. Nhiều khi thì bạn nằm ngủ ấy, tôi cứ phải giả vờ ngất mà các bạn. Tôi cứ giả vờ ngủ mà, giả vờ ngáy mà. Nhưng mà đợi vợ tôi quay ra nhìn vợ tôi ngủ say rồi tôi lôi điện thoại ra tôi nghịch. Địt mẹ tôi mà cứ ngồi đấy kiểu tôi tỉnh, vợ tôi mà biết là tôi chưa ngủ, vợ tôi địt mẹ hỏi trăm thứ chuyện trên đời. Hôm trước lại còn ngồi thế này, em cảm thấy là bây giờ vợ chồng mình có khoảng cách chứ, khoảng cách đéo gì. Địt mẹ vẫn đang nằm cạnh nhau, vẫn đang ôm ấp nhau mà. Thì dạo này có những cái chuyện mà anh kể ở trên stream ấy, thực sự với anh là em phải ngồi xem stream thì em mới biết được là có những cái chuyện đấy đấy, chứ bình thường anh chả tâm sự gì với em cả. Khó thế, sống kiểu khổ thế, mệt đéo chịu được. Không phải lúc đéo nào cũng nhớ chuyện để kể đâu đúng không? Thỉnh thoảng lên chim tôi cũng thế, nhớ chuyện gì kể chuyện đấy chứ. Bây giờ kiểu cứ đi đâu về, đi ra ngoài đường về hay có cái chuyện gì về cũng phải báo cáo vợ, chết người à nhờ. Mệt vãi. Anh có bao giờ cảm thấy tự ti bản thân mình chưa? Anh có chứ, nhiều chứ. Ngày xưa anh học dốt mà, anh thấy tự ti bản thân. Mặc dù anh cố gắng vậy đấy, thực sự các bạn là ngày xưa tôi cố gắng lắm đấy. Ngày xưa kiểu tại vì thằng anh tôi học giỏi quá, nhà tôi toàn người học giỏi thôi.
thằng anh tôi học cũng giỏi, anh ruột tôi đi mẹ đi thi học sinh giỏi quốc gia kiểu vãi lồn, mình thì lông ba lông bông. Bố tôi đợt đấy còn nói thẳng với tôi là đấy, bây giờ thằng anh tôi tên là Đạo, thằng Đạo với thằng Độ thì buồn cười lắm. Thằng Đạo thì bây giờ nó không phải lo rồi, nó học ok rồi, sau này cho nó đi thi đại học. Còn thằng Độ thì học dốt như này thì chắc là sau lớn lớn một tí nhồi mẹ và đi thiếu sinh quân đi, xong sau này ra làm nghĩa vụ nghĩa việc cái kiểu đi mẹ khổ vãi cả lồn đó. Biết là như thế nghe nó kiểu cay luôn nhưng mà đéo cố được. Cái vấn đề của tôi ngày xưa ấy, đấy là tại vì tôi lười, tôi đéo chịu học và tôi bị hổng kiến thức. Các bạn nghe cái hổng kiến thức là các bạn hiểu đúng không? Nghĩa là ví dụ như kiến thức của lớp 7, lớp 8 là nó sẽ bổ trợ cho kiến thức của lớp 10, lớp 11 chẳng hạn, là những cái công thức cũ ngày xưa toán học hay là hóa học hay là lý đéo gì đấy. Tôi từ ngày xưa tôi lười, tôi đéo học rồi nên là đến khi mà tôi lên đấy tôi đéo thể học được nữa. Đéo hiểu một cái gì cả. Nó buồn cười vãi lồn thôi. Chính ra sau này ra thì lại lông ba lông bông thì nó lại ổn. Ừ, Phùng Thanh Đạo, Phùng Thanh Độ, đúng không còn đéo nữa. Bình thường có đéo gì không? Đấy nhá, đấy là một cái tự ti nhá, là học tốt nhá. Thứ hai nữa là ngày xưa khi mà mới xuống Hà Nội này cũng có một thời gian là bị tự ti là mình là vùng sâu vùng xa. Gia đình kiểu nói chung là đến lúc đấy bắt đầu mới biết cái cảnh là ngày xưa hồi cấp 3 là mình chỉ học loanh quanh ở cái thành phố mình thôi đúng không? Mọi người hầu như là sẽ như nhau đúng không? Không có gì tự ti cả. Nhưng mà đến khi xuống Hà Nội này mới bắt đầu biết được là người ta phân biệt vùng núi, phân biệt tỉnh lẻ, phân biệt thủ đô nó như thế nào. Đi phải đến cái đất Hà Nội mình đang ở, chúng nó lại còn phân biệt Hà Nội 1 với cả Hà Nội 2 để chúng nó lôi ra chửi nhau nữa. What the fuck, con cặc như thế này. Buồn cười vậy lộn ra, tôi đéo biết bây giờ cái giới trẻ của các bạn bây giờ còn phân biệt nhau không? Mà địt mẹ nhà ở đâu ấy, nhà Hà Đông, á, nhà Hà Nội 2 cái gì? Địt con mẹ vãi lộn cái lộn gì đây? Đấy, kiểu kiểu như thế. Xong rồi là hồi đấy thì ví dụ như đi học này, bạn bè cái kiểu cả lớp đi xe máy hết, tôi vẫn đi xe đạp mà. Địt mẹ hồi học cao đẳng Bách Khoa các bạn, học ở chỗ Chùa Hà, Cầu Giấy ấy. Hội bạn toàn đi xe máy đi học huỳnh đi mà tôi vẫn đạp xe đạp, có xe cào cào ghẻ. À, tôi với cả một thằng bạn thân của tôi ở Ninh Bình nữa, địt mẹ tên là Nhớ, có mẹ Mơ, địt mẹ gọi là Nhớ Mơ. Bây giờ đang làm ngân hàng ngon chết này, hai thằng đi xe đạp với nhau, địt mẹ chân tay toàn sẹo là ngày xưa. Ngày xưa nhá, địt mẹ đi hai thằng đi xe đạp về, đi ra đến đường láng. À, đi dàn hàng ngang, tôi ở ngoài, à thằng tôi đang ở trong, địt mẹ thằng bạn tôi đang đi ở ngoài, hai thằng đi song song với nhau. Thế lồn nó hôm đấy dở hơi vậy lồn, lại địt mẹ mà đánh pháo nghe nè, lách con mẹ mà ra ngoài chèn thằng bạn vào trong, hai thằng đang trêu trêu nhau. Địt con mẹ mà mấy cái xe máy nó đua nhau đâm bùm phát vào xe mình, địt mẹ mà lộn cổ chân tay sức sẹo con mẹ hết, quay ra hóa ra mấy thằng lồn cùng lớp. Địt con mẹ mà cay vãi lồn, mấy thằng lồn Hà Nội. Địt mẹ đâm chúng cười ngay khách, ơ địt mẹ vào ngoài cùng lớp với mình này, địt mẹ mày cay vãi lồn, đéo dám nói gì cả. Cú mà, tự ti mà, tỉnh lẻ mà, có dám địt mẹ mà cãi chửi đéo gì đâu. Xách xe dậy xe không làm sao, địt con mẹ mày thằng lồn bạn thì ngồi cười hình hình hình, địt mẹ mày ai bảo mày thích lách ra ngoài làm lồn thì cay vãi đái ra. Khổ. Mà gặp cho xem, địt mẹ chân tay nhiều sẹo vãi lồn cái vụ ngã đấy. Bây giờ vẫn chơi thân với nhau lắm. Trời ơi, ôi tôi chơi với mấy anh em Ninh Bình, địt mẹ mày toàn anh em chơi đẹp vãi lồn đấy nhá. Thích dân Ninh Bình vãi lồn. Ninh Bình với cả Thái Bình. Địt mẹ tôi chơi nhiều vãi lồn luôn tề. Toàn anh em chơi đẹp, chơi thân tận bây giờ. Tôi chơi với cả thân với cả một ông sinh năm 86 quê Thái Bình, địt mẹ đến giờ anh em thân nhau như cứt với đít ý. Còn thằng bạn Ninh Bình của tôi thì thôi đéo nói làm gì rồi, anh em khổ rách áo ôm với nhau từ ngày xưa. Ui Ninh Bình ăn dê ngon nhở. À bọn tôi đang bàn là địt mẹ cả team đi bài đính chơi đấy. Sắp tới chắc là đi bài đính cái. Thấy bảo là địt mẹ to đẹp lắm đúng không, tôi chưa đi bao giờ. Sắp ra Hà Nội học mà nghe tuổi vẽ lồn á. Ơ có thể là cái thế hệ tôi khác thì sao, thế hệ tôi cách đây khoảng chục năm rồi mà. Thực ra là cái tự ti ý, là cái mà kiểu không ai phán xét mình cả. Tự bản thân mình thấy thôi người ta mới gọi là tự ti. Địt mẹ chứ còn cái chuyện mà người ta chửi mình kiểu á địt con mẹ mày thằng Độ à rất tỉnh lẻ đúng không, cái kiểu đấy thành phân biệt rồi. Đấy là thành kiểu nó gọi là, nó gọi là cái đéo gì nhỉ, địt mẹ dùng từ cặc gì được nhỉ. Kiểu kiểu là nó phải phân biệt rồi thì nó khác. Còn cái tự ti này là tự bản thân mình thấy là mình thua kém mọi người, nên là mình thấy là mình rụt rè ấy. Mình không dám thể hiện bung lụa bản thân lên ấy. Kiểu như thế. 80-70 nhá, nhiều lắm. Đến bây giờ tôi vẫn tự ti vãi lồn này. Đi gặp bạn bè đến cái tầm này rồi. Đúng ra cái tầm này là phải đi học tiếng Anh, học các thứ này thì nó mới hợp với cả cái xu thế xã hội bây giờ. Nên là tôi bảo các bạn ấy là nếu như mà, nếu như mà có điều kiện ấy, thì tốt nhất là nên học tiếng Anh từ lúc nhỏ đi. Đến lúc lớn rồi nó đừng bị lười như tôi này. Nhưng tôi biết là có thời gian học ấy, có điều kiện học ấy chứ, học được ấy chứ. Nếu như mà muốn có thể đi vay tiền để thuê hẳn thầy về nhà tự dạy cho mình ấy. Ví dụ một tuần, à một ngày khoảng 2 tiếng dạy tiếng Anh thôi, thì khoảng 1-2 tháng trong mình khác rồi đúng không.
Nhưng mà đến lúc già rồi, đến một cái tuổi ở đấy các bạn sẽ bị lười, các bạn đéo muốn học một cái gì đâu. Trời ơi, lười lắm. Cái gì thích thì ngồi trên mạng, lên YouTube ngồi học thôi đi mẹ. Mà học theo kiểu đấy là mình làm đến đâu nhá, đéo biết cái gì là mình sẽ tìm cái đấy mình học luôn thì nó đéo sao. Chứ còn ví dụ cho mình một cái thời khóa biểu là đi mẹ hôm nay 2 tiếng là để học cái lồn này, 2 tiếng để học cái kia, đéo bao giờ thực hiện được luôn. Già nó bị lười lắm các ông ạ. Anh solo Mortal Kombat X với em không? Ui trời ơi em ơi, địt mẹ em đao cho anh về đấu trường thú. Nó gọi là cái đéo gì nhở? Cái lồn gì? Bloody Fighter hay là cái đéo gì nhở? Các ông có biết cái trò mà ở trên PS1, PS2 cũng có nhưng mà tôi thích chơi PS1 hơn. Có sen long không? Có con thỏ, có con ếch không? Địt mẹ có con cáo không? Địt mẹ mà đấy, trò đấy tôi đỉnh cao ạ lồn. Ngày xưa tôi đấm địt mẹ mấy thằng trong xóm, đéo thằng nào chơi tôi luôn rồi các bạn. Anh thấy người Hải Phòng thế nào á? Mình có thằng bạn là người Hải Phòng không nhỉ? Hình như là không. Chơi gọi là chơi xã giao đấy chứ không chơi thân với ai dân Hải Phòng cả. Cảm ơn Khiêm Nguyễn nhá. Tại vì ngày xưa tôi nói thật với cả các bạn, tôi không phải là nhiều bạn lắm đâu. Tôi không phải nhiều bạn bè, với cả tôi cũng không thích chơi với quá nhiều người ấy, kiểu đấy. Cái những người mà tôi hay chơi cùng, hay đi nhậu cùng hay là hay đi chơi cùng ấy, toàn là anh em Cao Bằng của tôi cả. Ngày xưa cái hồi cách đây khoảng 10 năm, đi mẹ khi mà bọn tôi học ở. À thằng Bill. Có. Quên con mẹ đi, địt mẹ quên. Ừ, có thằng Piu và thằng Hiếu Lợn, hai thằng đều quê Hải Phòng ấy các bạn. Cảm ơn Đức Thành nhá. Thì nếu như mà nói về dân Hải Phòng thì tôi thấy là đa số là chúng nó béo, xấu. Được. Nói chung là cũng được. Thằng Piu thì nó kiểu khác rồi, thằng đấy là Hải Phòng lai rồi, thằng đấy có phải là gốc Hải Phòng. Thằng đấy đéo phải là chuẩn Hải Phòng. Thằng xe me cũng là lai rồi cho nên là khó lắm. Chơi phải chơi với người địt mẹ mày gốc Hải Phòng đến năm 20 tuổi cơ. Lúc ấy người mới biết được chuẩn tính của Hải Phòng nó như nào. Thằng Piu là tại vì năm 10 mấy tuổi là nó đã đi Úc con mẹ rồi. Còn thằng xe me thì nó làm đéo thì từ bé nó đã bay sang Anh mẹ rồi. Nó lai mẹ rồi các bạn. Nhưng mà tôi thấy dân Hải Phòng sao lười cạo râu ấy các bạn. Đây là địt mẹ mày thằng Piu nó thế hay là tại vì cả dân Hải Phòng nó thế. Nó lười cạo râu vãi lồn ấy. Trong mồm nó địt mẹ nhúm nhoám trong kinh vãi lồn. Mà này, tôi nói thật với các ông nhé. Các ông đéo có người yêu thì đéo làm gì nhá. Ở đây chắc cũng địt mẹ khoảng 90% chưa người yêu FA đúng không? Lêu lêu. Thì các ông địt mẹ mình có dâu, có ria, các ông cạo mẹ đi đúng không? Để sau này nhỡ hôn người yêu hay là kiểu... Tức là bọn gái, tôi không biết được là nó có thiện cảm với nhiều những người mồm lông hay không. Nhưng mà tôi nghĩ là nó cạo đi kiểu trông đàn ông thì mặt mày nó phải nhẵn nhụi, trông nó mới bảnh bao một tí. Địt mẹ cứ để mấy cái dâu xôm xoam. Hôn người yêu hay là kiểu... ấy. Thế đeo nào ấy. Xong rồi thỉnh thoảng có mấy ông để mấy cái ria mép ấy. Trời nóng xong rồi ria mép nó ra mồ hôi ấy. Đọng mấy cái giọt nước ở trên ria mép thì các bạn trông buồn cười vãi lồn ấy. Đéo hiểu sao. Ý kiến cá nhân thôi nhá. Trông nó cứ thế nào ấy. Nên là thôi cạo râu đi. Đến lúc già già thì để xong để râu già lắm. Các ông nhìn thằng Piu xem. Địt mẹ mới để ria mép xem. Trông nó như ông cụ non ấy. Chán rồi. Nè các ông đã bao giờ thấy tôi để râu để ria chưa? Chưa. Trông tôi lúc nào cũng trẻ không? Trẻ vãi lồn nè. Cạo, ngày xưa còn để mấy cái sợi lòng thà lòng thòng ở dưới cằm này, bây giờ cạo hết. Đi mẹ, trông trẻ vãi lồn. Cảm ơn Đạt nha. Tôi thì mẹ ngoài đường mà gặp ai đéo biết tôi thì mẹ người ta toàn bảo tôi mẹ 97, 98. Trông trẻ thế cơ mà các bạn. Đây là tôi còn mặc áo ba lỗ nha, trông nó còn thế này. Như đi mẹ ra ngoài đường tôi mặc đồ xì tin và chú. Úi trời ơi, trông như mới dậy thì vậy. Không phải tự sướng, thật. Nói thật với cả các ông. Tôi trẻ mà, các ông phải gặp tôi ngoài đời, các ông mới thấy trẻ vãi lồn. Tôi mà không cười á, địt mẹ các ông nhìn tôi chắc bây giờ khoảng 21, 22 tuổi thôi. Tôi cười là bây giờ bị, tại vì bây giờ già rồi, bây giờ cười là bây giờ này, nếp nhăn này này, hiểu không? Hoặc là sắp tới tôi đi vay tiền, địt mẹ vay ngân hàng hay là vay trả góp thì tôi làm cái khóa địt mẹ gọi là lại mặt trong là đỡ nhăn. Trông tôi lại trẻ vãi lồn. Mẹ tôi cũng trẻ mà. Các ông mà địt mẹ gặp mẹ tôi ngoài đời ấy, vì tôi mẹ tôi mà đi với nhau toàn bảo hai chị em. Tụi em ế mà có thời gian ngồi coi em chứ. Ui trời ơi, phét vãi lồn à. Các ông có người yêu đến giờ này, các ông phải đưa người yêu về nhà. Trời ơi. Người yêu mà ở xa, nếu như là sinh viên nhá, thì hầu hết là B còn cái kiểu 10 giờ hay là 11 giờ đóng cửa phòng trọ không các ông? Còn không? Còn không? Còn nếu như mà ở nhà, ví dụ nhà Hà Nội hay là nhà thành phố ấy, 10 giờ, 11 giờ là bố mẹ gọi về rồi. Đéo cho đi, địt mẹ đi chơi giờ này không? Con gái người ta giữ như vàng ấy. Thời này xỉnh ra, địt mẹ mày toàn chuột là chuột ở ngoài xã hội này. Cảm ơn Dũng nha. Còn đúng không? Ừ đấy, sinh viên là nó thế. Đến giờ mới phải về. Còn những bạn nào mà không muốn về thì... Ừ, vấn đề đấy. Cái vấn đề ở sinh viên ấy là nó khó lắm. Thứ nhất ấy là ở... Nói thẳng, nói hơi lông lỗ một tí là anh em mình thế mà đúng không? Ở bầy đàn. Con trai là ở một lũ khoảng... Mấy đứa con trai chung một nhà nhau. Con gái là một lũ mấy đứa
con gái chung một nhà với nhau, mà sinh viên thì cũng đéo có điều kiện, bảo đưa đi nhà nghỉ thì mẹ nhà nghỉ thì mẹ tháng đưa đi được 1-2 lần thôi, tiền đéo ra đi nhà nghỉ mãi đúng không, nên là đến giờ thì kiểu đéo chứ không phải đưa về, đưa về nhà mình thì đéo được. Đi mẹ mày toàn hội bạn ở chung nhà trông như mấy thằng đi mẹ mày thú dữ, đéo thấy gái bao giờ thấy gái mẹ mày gào rú lên như khỉ ăn ớt ấy. Về nhà bên bạn gái thì cũng đéo được, bên đây mấy đứa con gái nó ở chung với nhau, chẳng lẽ đi mẹ mình một thằng con trai dưới đất hỡi nhảy vào thì mẹ ngủ chung đéo được, nhà nghỉ thì đéo có tiền, mà nhà trọ thì cứ 10 giờ đóng cửa rồi, đi mẹ đến giờ này nhà công đi mẹ về nhà ai là về nhà nấy chứ còn đéo gì nữa. Độ tẩy mất gốc chưa? Tôi gốc tôi mất khoảng 75% rồi, tôi còn 25% người tẩy các bạn. Không nói thật đấy, tại vì cái lứa của bọn tôi sinh ra ở ngoài, ngày xưa nó gọi là thị xã Cao Bằng, bây giờ nó là thành phố Cao Bằng rồi. Cái lứa bọn tôi trẻ trẻ bọn tôi là ít thằng biết tiếng Tây lắm. Tôi và mấy thằng bạn địt mẹ nói tiếng Tây như gió ấy, bọn tôi hâm mộ vãi lồn luôn. Nhưng mà tôi thì chịu, tôi nghe tôi hiểu lõm bõm đấy chứ để tôi nói tôi không nói được. Nói bị ngượng mồm ấy. Không, bây giờ về nhà mẹ tôi vẫn nói tiếng Tây mà, mẹ tôi đi chợ toàn nói tiếng Tây à? Ở đấy toàn thế, ở, kể cả ngoài thành phố luôn nhá. Người già toàn nói tiếng Tây với nhau thôi. Vui lắm, nghe tiếng Tây buồn cười lắm các ông ạ. Không nói được, đi mẹ nói có phải dễ đéo đâu. Trời ơi, nó tiếng Tây nó buồn cười lắm. Công nghe đéo quen chắc đi mẹ công cười lộn mẹ ruột luôn ấy. Ui giời, kinh khẩu kinh khiếc các thứ là bình thường. Nó có một cái bài thơ nhá, là khi các ông học thuộc cái bài thơ đấy là đi mẹ công, các ông sẽ biết được đâu đấy khoảng 10% tiếng Tây rồi đấy. À, cái bài đấy là từ đầu là gì nhỉ? À từ đầu là nhá, là nó sẽ có là một câu tiếng Tây với cả một câu tiếng Kinh, là tức là nó giải thích nghĩa đằng sau ấy. Tua là con nhá, tua nộc là con chim, tua lình là con khỉ, mắc mị là quả mít, tầng khít là nên ghẻ, mắc trẻ là cà chua, khẩu nua là cơm nếp, chó chết là mang thai, ngày mai là hoàn trục, óc lục là đẻ con, ăn mòn là cái gối, trời tối là vào đắm. Đấy, đấy ví dụ đấy, nó là một cái câu thơ dài vãi cả lồn, là khi các ông học được cái câu thơ đấy rồi là các ông đã biết được một phần tiếng Tây rồi đấy. kiểu như thế. Buồn cười lắm. Cứ bảo nói đi cơ. Đấy đấy đấy, nó là đi mẹ tiếng Tây, nó học tiếng Tây là cơ bản sơ khai học tiếng Tây là phải như thế. Mắc mị là quả mít, mắc mít là con dao. Cảm ơn anh Đỗ nhận đâu. Mắc mị là quả mít, thằng khít là nên ghẻ, mắc trẻ là cà chua, khẩu nua là cơm nếp, chó chết là ma thai, ngày mai là hoàn trục, óc lục là đẻ con, ăn mon là cái gối, trời tối là vạ đăm. Mắc khăm là quả dái, con gái là mẻ nhìn. Xong cái gì nữa nhở? Địt mẹ dài lắm. Trời ơi tôi không nhớ được, tại vì lâu lắm rồi tôi không đọc mấy cái này. Mắc khăm là quả dái, các ông biết quả mắc khăm không? Ui địt mẹ mày, các ông lại đến biết quả mắc khăm. Để địt mẹ làm sao để tôi có địt mẹ. Cái quả đấy tả nó rất là khó nhá. Ở trên Cao Bằng nhá, hay là những cái tỉnh miền núi ấy, nó có một cái quả dại, nó trồng, không phải nó trồng đâu mà tự nhiên nó có ở trên đồi ấy. Nó là quả bé như này thôi. Cái đấy thỉnh thoảng tôi hay mua. Tôi về Cao Bằng là tôi hay mua, nó bé như này này, nó giống quả mận nhưng mà nó bé lắm. Mà quả thần kỳ vãi lồn nhá, là khi các ông ăn cái quả ấy vào là nó hơi chua. Xong rồi là ở nước bọt của các ông nó sẽ ngọt như đường ấy, các ông uống nước lọc vào nó cũng ngọt vãi lồn, đấy quả mắc khăm ấy các bạn. Biết không, các ông biết không? Mắc khăm à? Tôi toàn gọi là mắc khăm. Đây từ từ nhá, đi mạng. Đây từ. Đây quả nó như này này. Quả mắc khăm. Đây, quả mắc khăm đây này các ông. Địt mẹ tuổi thơ vãi lồn luôn. Đây, quả như này nó giống quả mận. Nó chỉ bé một tí thôi nhưng mà cái quả này nhá. Đây nó có hạt ở giữa này này. Các ông ăn vào ấy, xong các ông uống nước ngọt vãi lồn. Nó thần kỳ lắm luôn ấy. Địt mẹ nó như chơi đồ luôn các ông ạ. Ảo vãi lồn luôn. Nuốt nước bọt cũng ngọt nha, uống nước lọc cũng ngọt nha. Địt mẹ. Làm sao để tôi có thể mua, hay là tôi mua về tôi bán trên Missy Food nhỉ? Địt mẹ cho các ông ăn thử nhỉ? Bán rẻ vãi lồn nó để các ông ăn trải nghiệm là chính thôi. Người ta có thể là dầm ra ăn này. Thường thường ngon nhất là tôi thấy là ăn không là ngon vãi lồn, xong uống nước thôi. Quả gì? Chùm ruột á? Không phải chùm ruột. Không phải chùm, sao lại quả chùm ruột? Sao lại chùm ruột nhỉ? Từ từ tôi search xem quả chùm ruột với nhau vậy. Sao lại me rừng? Không phải, từ từ đã. Chùm ruột. Không. Quả chùm ruột nó khác, quả chùm ruột nó như này cơ mà, quả cái hình tròn cơ mà. Quả này giống, quả này là địt mẹ cái hình thù nó đã khác nhau vãi lộn, nó không phải chùm ruột. Quả móc đít à, móc thép là quả đéo gì? Không phải chùm ruột, nó khác nhau mà. Nó là quả mắc kham, nó chỉ có trên ở đồi vùng núi thôi, chứ làm sao con biết. Trên Hà Giang gọi là quả me rừng à, từ từ nha, tôi xem. Quả me rừng à, đúng không nhỉ?
Ờ à, đúng rồi. Nó thế thế đúng rồi, trên Hà Giang cũng đúng rồi đấy. Quả me rừng ở trên chỗ tôi gọi là mắc kham. Mắc kham chính là tiếng Tày đấy các bạn ạ. Mắc là quả mà. Cảm ơn Lâm Lê nhá các bạn nhiều. Ui ngon lắm. Để hôm nào nếu như tôi có dịp nhá, tôi mua khoảng mấy cân về xong rồi tôi để sang bên Missy Food nhá, xong rồi tặng kèm cho các bạn đồ Missy Food để các bạn ăn thử xem. Điệp mạng quả thần kỳ vãi luôn luôn. Cứ ăn vào xong rồi uống nước hay là ngồi nuốt nước bọt không thôi. Điệp mạng ngồi nuốt nước bọt cả buổi thôi. Ngọt vãi luôn luôn thề. Nừng sóng sam xí hạ hốc bét. Tiếng Tày 1 đến 10 là nừng som sam xí hạ hốc bét nhỉ chất. Đây mới là 9. 10 là gì nhỉ các bạn ơi? Này, ông nào biết tiếng Tày ông gõ lại cho tôi đi phải tiếng Tày cả, tôi không nhớ lắm nhưng mà đếm từ 1 đến 10 là nừng som sam xí hạ hốc bét nhỉ chất. Thiếu. 10 là gì? Ship à? Ship à? Ship à? À ở ship ship nừng som sam xí hạ hốc bét nhỉ chất ship. Ờ đấy đấy, từ 1 đến 10 đấy các bạn. Còn ví dụ 11 là nó gọi là nâng nâng à? Thế ví dụ 11 thì nó là gì không? 12 nó là nâng song à? Đấy đấy đấy, nó kiểu kiểu thế. Đi phải tôi đéo nhớ lắm. Ten là tiếng Anh rồi. Đố mát không? Loạn hết cả lên.